Hoa đào là biểu tượng mùa xuân của miền Bắc. Mỗi khi Tết đến xuân về, mỗi gia đình đều dành thời gian chọn cho mình một cành đào hay một cây đào ưng ý để chơi Tết. Hoa đào được trồng hầu hết khắp các tỉnh của miền Bắc và một phần của miền Trung. Thế nhưng, đào được trồng tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành của tỉnh Nghệ An lại mang một vẻ đẹp rất riêng, vẻ đẹp của sự đơn sơ, mộc mạc nhưng vẫn rất đỗi cuốn hút. Kim Thành là xã vùng xa trung tâm, nằm ở phía tây của huyện Yên Thành. Địa hình chủ yếu là đồi núi cùng với diện tích đất tự nhiên dồi dào, thích hợp để phát triển sản xuất trồng cây, đặc biệt là trồng cây hoa đào phai. Đào phai Kim Thành là giống đào bản địa có từ rất lâu đời. Với đặc trưng là hoa đơn, cánh hoa dày, màu sắc không thắm đỏ như đào Nhật Tân, nhưng lại có nhiều hoa, thân cây có nhiều thế đẹp, mùi hương đặc biệt, xen lẫn cùng nhiều lộc non. Trước đây, cây hoa đào phai chỉ được bà con người dân xã Kim Thành trồng theo hình thức nhỏ lẻ. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy những giá trị về mặt kinh tế mà cây hoa đào mang lại, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển hướng sản xuất, mở rộng và thay thế các loại cây hàng năm khác sang trồng cây đào. Nhiều gia đình còn tự đầu tư máy móc trong công tác làm đất để giảm sức lao động, đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Hiện toàn xã Kim Thành có trên 382 hộ trồng đào, phân bổ trên 5/5 xóm với tổng diện tích trên 29 hectare. Để những cây đào có thể đạt chất lượng tốt nhất, đồng thời tỏa sắc, tỏa hương đúng vào thời điểm hay tạo được những thế cây đẹp đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, người dân xã Kim Thành đã dành hết tâm huyết chăm sóc tỉ mẩn từng gốc đào xuyên suốt một năm, chỉ mong có thể đến dịp Tết được phục vụ mọi khách hàng những cây đào đẹp nhất. Cây đào muộn hóa đẹp, hóa đúng Tết và hóa màu sắc nó đẹp á, thì chúng ta phải chăm bón chỉnh từ đầu năm. Từ đầu năm thì chúng ta là trồng phân tro phải đúng thời điểm và theo thời tiết để chăm bón. Thường thường á, thì chúng ta hay bỏ phân gà, dẫn ở đây là phân gà, bởi phân gà có cái đặc thù của phân gà là nó cây đỡ sâu bệnh và hóa nó màu thẳm hơn. Thì dẫn ở đây cũng đã số là chấm ở đây phân gà thôi. Đấy, cái đoàn cuối năm thì phải ta căn thời tiết để chấn chỉnh vặt lá và là tạo thể cho cái đào. Thì bà con ở đây cũng nói chung ai người ta cũng biết rồi, mà đã số là họ căn theo đây để làm thôi. Thì chúng tôi thì chúng làm nóng thì cũng biết thì tương lại thôi, mà đúc kết lại thì cũng theo từng năm một thôi. Để phát triển và đưa đào phai Kim Thành đến gần hơn với những người yêu đào, bên cạnh những kỹ thuật chăm sóc cây truyền thống, Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành cùng các cấp các ngành đã có những định hướng, những giải pháp cụ thể nhằm giúp bà con trong việc cải thiện kỹ thuật chăm sóc và trồng cây. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, sự tâm huyết trong từng khâu chăm sóc của bà con trồng đào, cùng sự vào cuộc, cố gắng và những chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo xã Kim Thành trong việc giúp đỡ bà con tiếp cận khoa học kỹ thuật trong chăm sóc cây, đào phai Kim Thành giờ đây đã được biết đến nhiều hơn, có chỗ đứng nhất định trong thị trường đào Tết. Với vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc, đào phai Kim Thành đã và đang ngày càng hấp dẫn nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh, đem về nguồn thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Không những thế, ngày 8 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 3469 QĐ-UBNC công nhận danh hiệu làng nghề trồng cây hoa đào phai xã Kim Thành. Năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành được Ủy ban tỉnh công nhận là làng nghề đào phai. Thì để thực hiện tốt một cái quản lý cái làng nghề, thì Ủy ban xã đã đưa ra một số cái giải pháp để triển khai thực hiện. Cái thứ nhất là về quản lý cái quỹ đất nằm trong cái quy hoạch để đảm bảo cái diện tích theo cái đề án đã được xây dựng. Cái thứ hai là tiếp tục tuyên truyền để quảng bá cái hình ảnh làng nghề đào phai
ra các cái tỉnh ở trong và ngoài tỉnh Nghệ An. Và cái thứ ba là tăng cường cái chuyên sâu để có những cái trồng các cái loại đào như đào phái truyền thống, rồi đào thế, rồi đưa vào mô hình xây dựng một số cái mô hình đào như mô hình vườn của anh Lam, cái đào Thật Thốn. Và một cái nữa tức là để đảm bảo được cái nội dung đó thì các ngành liên kết để mở các cái lớp đào tạo để cho người dân nâng cao cái hiểu biết, nâng cao trình độ để cái cây đào đạt được cái vừa đạt được cái đẹp mà cũng đạt được cái nở hoa đúng theo cái dịp Tết Nguyên Đán, đạt được cái thu nhập cho người dân trong trong cái cây đào. Đây là niềm tự hào, niềm vui, là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực suốt thời gian qua của cả bà con và lãnh đạo xã. Hy vọng rằng với sự quan tâm, cố gắng, nỗ lực của bà con và lãnh đạo xã Kim Thành, làng nghề trồng cây hoa đào phai Kim Thành sẽ phát triển hơn nữa. Thương hiệu đào phai Kim Thành sẽ trở thành thương hiệu phổ biến hơn trên thị trường đào Tết, góp phần duy trì và phát triển một giống đào cổ đặc biệt của xã Kim Thành, đồng thời giúp bà con trong xã tăng thêm nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống.